chào mừng quý vị đã đến với Thú Lâu Đưa Viên Cuộc Sống Thủy Nhân. Hôm nay thì Thủy xin giới thiệu với quý vị rau đắng Nhật của Thủy đây. Rau đắng Nhật này Thủy chỉ mới trồng vào mùa xuân thôi, để trồng trong chậu để trang trí. Còn cái phần Thủy trồng ở dưới lối đi nữa. Cái rau đắng Nhật này nó chịu lạnh được, cho nên Thủy sẽ thử nghiệm năm nay để nó ở trong chậu này mà không có đem xuống đất, thử xem sang năm có mọc lại hay không. Rất là dễ trồng và phát triển rất là nhanh. Thủy có nhiều chậu như thế này để mà trang trí. Và cái rau đắng này ăn rất là thơm ngon, cũng như là giá sống rất là giòn. Quý vị có thể dùng để bỏ gạt trong bánh mì, hoặc chả là luộc. Nếu mà cái cọng nó hơi già, còn cái cọng non thì ăn sống ngon hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.